Liên quan đến ca COVID-19 là lễ tân khách sạn lây COVID-19 từ chuyên gia Ấn Độ, Bộ Y tế đề nghị tỉnh Yên Bái thần tốc xét nghiệm những người tiếp xúc gần và có liên quan đến bệnh nhân. Để triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan trong khu cách ly và ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân, thực hiện thần tốc truy vết, cách ly y tế, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, bao gồm người thân, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ tại khách sạn, người tiếp xúc gần để tiến hành xét nghiệm khẳng định. Bên cạnh đó, Yên Bái cần tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan đến bệnh nhân. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.